chào các em, mời các em đọc sách với cô Hạnh và Bambi. Tin đi xe đạp. Tin đi xe đạp. Sáng nay Tin và bé Nu được ba cho đi công viên chơi xe đạp. Bác bảo cho thuê xe đạp, vui vẻ chào đón. Chào các cháu, đến đây nào, mọi thứ đã sẵn sàng. Tin chọn chiếc xe màu cam tuyệt đẹp. Nu lên xe nhanh đi. Hai cháu hãy đội mũ bảo hiểm đã nào. Mũ sẽ giúp các cháu đạp xe được an toàn. Hi hi hi, thích quá. Coi anh lướt qua cầu nè, đội mũ nóng đầu quá, bỏ ra cho mát đi Nu. Ba và bác bảo dặn phải đội mũ bảo hiểm cẩn thận mà anh tin. Anh chạy siêu lắm, không té đâu mà lo. Bỏ nón ra cho mát đi Nu. Hi hi, ha ha. Vù vèo, ui ghê quá, anh tin chạy chậm thôi. Phập rầm, ui da, hít hít. Nu, em có sao không? May mà không va đầu vào cục đá. Ồ, các con bị ngã xe à? Tụi con xin lỗi ba. Từ nay con sẽ đạp xe cẩn thận và luôn đội mũ bảo hiểm khi đi xe. Giỏi lắm, các con phải luôn nhớ điều này nhé. Hết rồi. Cảm ơn các em. Tạm biệt và hẹn gặp lại.